Alo, xin chào tất cả mọi người, xin chào bà con nhé. Hôm nay em có một ít máy xới này, máy cắt cỏ đẩy này và một em bình xì, máy xịt thuốc xách tay các bác nhé. Thì bác nào có nhu cầu quan tâm sản phẩm thì cứ liên hệ số điện thoại của cửa hàng em. Số điện thoại là 0961350530, số điện thoại nữa là 0813322686. Thì các bác mà nghe chưa rõ số điện thoại thì bác có thể bấm xuống cái mũi tên chỉ xuống đường link, thì số điện thoại em có để dưới đường link nhé các bác nhé. Rồi ok, thì hôm nay em giới thiệu cho các bác một số dòng máy luôn này. Thì em vào luôn ấy nhé các bác nhé. Ok, em số 1 ngày hôm nay là một cái bộ khung sới nha các bác này. Khung sới thì còn đầy đủ luôn nhá. Đây. Đấy, máy vẫn lăn này. Đấy, động cơ lăn đây nhá. Vẫn chạy bình thường nhá. Ở bác nhận máy này bảo là động cơ không lăn. Đấy, cái hỏng này hỏng kia đây. Máy vẫn chạy này, động cơ vẫn lăn này, 900.000 em này nha các bác nhá. Rồi. Đến em số 2, hôm nay là một em xịt thuốc của Kimurit Echo. Em này động cơ là 26cc lòng 34 ly các bác nhá. Đây là dây hút dây xả này. Để các bác cắm vào bình thùng phi này. Bơm này. Đó, bơm xịn cho các bác nha. Đầu bơm xịn cho các bác luôn này. Thứ hai nữa là hàng đây, Make in Japan này, thông số này. Đấy, 001010 này. Đấy, Make in Japan cho các bác nha. Em này thì trọng lượng của em này rơi tầm khoảng 8 kg thôi. Mình xách lên đặt lên thùng phi các bác tưới tiêu nhá. Dây em này thì khoảng được 50 mét các bác nhá. Dây dẫn đi 50 mét này. Đó, ok, em số 2 này thì bán cho bác giá là 2.300.000 nhá. Rồi. Đến số 3 này. Số 3 này là một em tiếp tục của Kimurit nhá các bác nhá. Kimurit hàng xịn luôn đấy. Em này thì là dòng máy của máy cắt cỏ đẩy này. Thứ nhất này, đầu tiên mình nhìn thấy là em này thì còn rất mới nhá các bác nhá. Độ mới của em này lên đến 80% cho các bác luôn. Lốp sắt. Đấy, cái này thì bánh xe bằng sắt này. Bình xăng trên này, em này thì là 3 ngựa rưỡi nhá các bác nhá. Đấy, động cơ 4 thì. Xin lỗi các bác, động cơ 2 thì 3 ngựa rưỡi này. Đó, đây. Chế này, đủ bơm xăng này, đầy đủ hết cho các bác nhá. Các bác nhìn bộ động cơ này. Đấy. Còn keng speng cho bác luôn. Đây. Đấy. Đấy. Em này thì chạy là 3 lưỡi nhá bác nhá. Bên này một lưỡi này, chính giữa một lưỡi này và bên kia một lưỡi, tổng là 3 lưỡi này. Rồi. Đây là một số cái bảng điều khiển của nó nha các bác nhá. Đây là cái thứ nhất là cái bên gạt này này. Là điều chỉnh cho các bác là cái độ dài ra của cái cần này. Đấy. Tiếp theo, cái này là độ lâng của nó nhá. Đấy thì các bác cài lên chế độ lâng bao nhiêu này, cắt từ cỏ mặt đất lên đến bao nhiêu ly này, để chừa cỏ bao nhiêu ly này. Đấy, đấy, đây là mức cao nhất nha các bác nhá. Đấy, các bác nhìn hẳn nó máy vênh lên luôn này. Đấy, nhả xuống này. Đấy. Đấy, máy lưng lên hạ xuống này, em để cho mức cao nhất nhá. Rồi. Đến bộ công tắc này, đây là cái công tắc là điều chỉnh, là có nghĩa là máy nổ lên là chạy không này, bánh xe chạy này. Đấy, còn đây là bánh xe đẩy xuống dưới này, là bánh xe là vừa chạy này, răng cắt cỏ là chạy luôn này. Đấy thì vì cái nó cài chế độ là chỉ khi mà các bác đẩy ở ngoài đường ấy thì mình cài chế độ máy chạy ấy bằng bánh xe chạy không ấy thì nó sẽ an toàn hơn. Đấy, còn khi mà mình đóng cái này xuống thì nó bắt đầu lưỡi nó bắt đầu chạy nhá. Ok, đây là đến tơ bảng tốc độ này. Đấy. Đây là có ký hiệu đây các bác nhá. Đấy, ký có hiệu con rùa này. Đây. Đấy, ký hiệu con rùa là chậm này, ký hiệu con thỏ là nhanh này. Đây là ký hiệu, đây là bánh xe lùi, bánh xe tiến này. Đấy, các bác gạt lắc sang chế độ con rùa. Đấy, đi chậm số tiến này. Đấy, đi chậm số lùi này. Đấy, tốc độ thỏ chạy nhanh này. Đấy. Là ga lên là máy chạy nhá. Còn đây là chế độ ga này. Đấy, khi bác dùng thì bác bóp này xuống. Đấy, gạt này xuống, bóp là đây là ga nhá, chế độ ga nhá, công tắc này. Đấy. Còn đây là cái bộ phận mà mình chỉnh mình kéo lên để mình điều chỉnh xoay. Đấy, em làm tuyệt bây giờ này. Thì để mình xoay sang 180 độ được các bác nhá. Đấy, xoay sang hai bên được. Con này thì còn rất mới luôn. Rồi, em số 3 này, một em Kimurit máy cắt cỏ đẩy. Có số tiến, số lùi, có cắt cỏ từ mấy ly. Dù 2 ly sát đất hay là 2 ly, 3 ly đều chỉnh được các bác nhá. Em số 3 này thì bán cho bác giá là 4.500.000 các bác nhá. Bill out ship cho bác luôn, máy đã lổ rồi. Đó. Như mà máy này đã lổ rồi các bác nhá. Như đổ xăng hơi ít. Bơm xăng lên là máy lổ chạy ngon luôn. Và các bác nào thích em chốt em này thì em sẽ test lổ và test máy qua Zalo cho các bác nhá. Rồi. Đến em số 4 này thì quên mất không ghi này, số 5 nhá các bác nhá. Số 5 này là một em máy của động cơ Zobin này, chụp giật trợ lực này.
Em này 30cc nhá, lòng của nó lòng 36 ly. Đó, đây. Ống sới này. Đến bộ dàn sới này còn rất đẹp nhá. Bộ dàn sới này là 20 x 20 này các bác này. Và em này sới sâu được khoảng 15 đến 20 cm. Dòng này dùng để sới đất nên là các bác đến mùa này là mùa cặt lúa hay là mùa này là mùa trồng cấy ấy, thì mà dùng những con này để bừa ruộng cũng rất là ok các bác nhá. Đấy. Động cơ chụp giật trợ lực nên là máy giật rất là nhẹ nhàng thôi. Đấy, máy nổ thôi. Make in Japan. Đấy. chế One Pro cho các bác. Rồi. Em số 5 này bán cho bác giá là 3 triệu 300 ngàn nhá. Đến em số 6 này, tiếp tục là một em Robin nữa nha bác nhá. Em này là em Robin LB351 này. Em này 35cc, lòng của nó là lòng 40 ly các bác nhá. Lòng 40 ly này. Đấy. Hơi rất căng luôn. Đều có đây, bánh xe này. Đấy. Tất cả từ A đến Z cho các bác luôn. Hai bên là 20 x 20 các bác nhá. Đấy, bánh xe đẩy các đầy đủ hết luôn. Bác nào chốt ấy thì cứ liên hệ qua cho em hoặc liên kết qua Zalo. Vì qua Zalo thì em sẽ hướng dẫn các bác cách vận hành một chiếc máy này làm sao cho nó nhẹ nhàng nhất đấy, mà là dễ vận dụng nhất. Đó. Từ sới đất cho đến mọi cái các bác nhá. Rồi, em số 6 này bán cho bác giá là 3 triệu 500 ngàn nhá. Đến một em số 7 ngày hôm nay này. Đấy, em số 7 là một em Zubi, Komatsu. Em này thì công suất của nó là 42cc, lòng của nó là 40 ly. Đấy, máy thì còn giá khá là đẹp cho các bác luôn. Đấy, bộ dành dàn sới này. Đấy, đây. Em này thì đây các bác nhìn xem này, bộ lốc máy này, keng speng cho bác luôn. Máy còn rất mới nhá. Chế One Pro này. Đấy. Đây, các bác nhìn thấy không? Đó, chế One Pro này. Ok, một em Make in Japan nữa. Rồi, em số 7 này thì bán cho bác là 3 triệu 900 ngàn nhá bác nhá. Rồi, em vừa lên cho các bác gồm có là một chiếc máy xịt thuốc, một bộ khung sới, ba chiếc máy sới và một chiếc máy cắt cỏ đẩy. Bác nào có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm thì cứ liên hệ số điện thoại giúp em. Số điện thoại cửa hàng là 0961350530, số điện thoại nữa là 0812332686. Thì em sẽ phục vụ các bác 24/24. Rồi ok, thì sau đây sẽ kết thúc video. Đây, cảm ơn mọi người theo dõi video. Các bác nào mà có ý kiến thì cứ bình luận ở dưới video để cho em củng cố thêm về kênh các bác nhá. Xin chào tất cả mọi người.